Hello cả nhà. Đã lâu lắm rồi em lại lên một cái video về quá trình phun thuốc xử lý cho cái chồi hoa, cái mầm cây na Thái á. Thì trao đổi các bác là em cắt được đến giờ phút này khoảng một tuần rồi. Một tuần rồi và bây giờ là phun lần thứ hai. Hôm vừa rồi bận quá em cũng không quay video được. Sau khi cắt xong thì em có phun thuốc nấm cho cây na Thái rồi. Thì hôm nay là kết hợp giữa phun giữa hai loại, giữa thuốc nấm và thuốc sâu các bác nhé. Đấy, hôm nay kết hợp phun hai loại. Đấy. Phun khi mà cái chồi cái cây na Thái nó vừa nhú mầm ra nhé. Thì đây. Hôm nay em kết hợp với phun hai loại. Đầu tiên ấy là đối với cái chồi non á, nãy em sử dụng cái thằng thuốc sâu diệt trực tiếp. Này, diệt sâu này. Đấy, sâu đục trái, sâu cuốn lá. Đấy, rồi sâu đục thân. Thì hoạt chất của nó là EMA Martin Benro 60WG. Dòng này nó là dòng hạt, nó gần như là cái thằng bột lêm ấy. Đấy, có bột lêm. Tiếp theo là phối với cả một cái dòng thuốc lưu dẫn. Đấy. Thì đây là chuyên diệt các loại dày nhé. Dày thì có nó y thành phần chính của nó là imidacloprid. Đấy, 110,9g trên 1kg. Dòng này thì chị bỏ chít chích hút rất là tốt các bác nhé. Đấy. Rất tốt, lưu dẫn ở trong cây. Này. Đủ các loại này, dẹp sáp rồi dày rồi. Dẹp các thứ đủ các loại. Đấy. Bỏ chỉ, bỏ xịt muỗi, bỏ cánh phấn, bỏ nhảy. Dày xanh, dày nâu, dày chống cánh, dày thánh giá, dày mềm, dày bông, đủ các loại nhé. Đấy. Thì hai loại này em trộn với nhau. Kết hợp thêm cái thằng ANS 800WG. Đấy, thằng này là thằng thuốc lấm khuẩn. Đấy, nấm khuẩn lưu dẫn nhé. Đấy, lưu dẫn hai chiều, bảo vệ toàn diện. Đấy. Đấy, đấy, kết hợp là ba loại thuốc này vào em phun. Có một điều lưu ý rằng là đối với lúc này thì mình chỉ phun xương thôi. Thì trong này một gói này là hòa mới 200 lít thì em hòa là 220 lít. Đấy, một phi 220 lít. Sâu đục cuống thì em cũng hòa mới 220 lít. Riêng thuốc nấm nhé. Thuốc nấm này thì hai gói này là hai gói này. Đấy. Thì khuyến cáo rằng là sẽ hòa với tầm khoảng 150 lít nhé. Thì em hòa hai gói thôi thì cho nó nhẹ hơn một chút được, không sao cả. Đấy. Tại mình phối trộn thì nên hòa nhẹ hơn. Hai nữa, cái chồi non nó mới ra, cái chồi của cái cây na Thái nó mới ra. Đấy. Thì không chỉ chồi na Thái đâu, có thể là chồi cây bơ hoặc là chồi cây bưởi, hoặc là một cái chồi cái cây trồng của chúng ta đấy, nó đang ra rất là non thì chúng ta nên phun nhẹ một chút. Đấy. Và phun xương thôi. Thì trong đó em sẽ phun xương qua chứ không có phun đẫm, không có phải phun rửa cây. Tại vì rửa cây thì em phun rồi. Đấy. Sau khi cắt xong thì em phun rửa cây rồi. Thì giờ mình chỉ phun xương thôi các bác nhé. Để phòng nó chích hút giống như kiểu đây. Giống như cái ngọn cây bơ rất non này, mình chỉ phun nước qua thôi là nó rất hiệu quả rồi. Không cần phải phun ướt đẫm rồi rửa cây rồi rửa gốc các thứ đâu. Đấy. Rồi giờ em tiến hành em phun nhé. Rồi chốc nữa em phun em sẽ lại trao đổi tiếp với các bác. Đó. Đây, chồi na của em nó ra đến thế này rồi các bác này. Đấy, nó nhú hạt gạo này. Đây, sau một tuần cắt nó bắt đầu nó nhú thế này này. Đó. Thì hôm nay em phải tiến hành em phun. Hôm bữa trước cắt xong là em phun rửa cây rồi. Hôm nay mình tiếp tục phun cái Emmetin kết hợp với cái thằng Imidacloprid dạng nhẹ với cả một ít ANS để chúng ta phòng không cho cái con bọ xít muỗi rồi cái con gì nó đến nó chích với cái đọt này là hỏng cái đọt này của mình nhá. Đây, đây là vườn na Thái của em. Đây. Đây. Nói chung là phun xương đấy các bác ạ, không cần phải phun đẫm đâu. Đấy, hôm trước mình phun rửa cây rồi. Thì bây giờ chủ yếu là mình phun phòng. Đấy. Chứ đừng có để nó đến vườn nó chích rồi bắt đầu mới tiến hành phun nha các bác nhé. Đấy. Phun chủ yếu là phun xương, phun bụi á. Rồi chúng ta phun này, chúng ta phun cả vào. Nó có trốn ở trong thân thì phun cả dưới đất luôn này. Nó tốn một tí thuốc thôi nhưng mà nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều và nó sạch các bạn. Trong vườn của mình là nó sẽ rất là sạch. Không có con gì nó ẩn nấp rồi nó tấn công vào cái chồi non của mình mới ra, đúng không? Đấy. Rồi, phun rất là nhanh thôi. Khi quá trình phun ấy thì em khuyến cáo các bác luôn là trên vườn có cây gì chúng ta phun hết cái đấy luôn. Đấy. Tại vì đôi khi nhá là nó ẩn nấp ở bên những cái cây bên cạnh ấy, xong rồi nó lại sang để tấn công cái cây của mình.
Nên là nếu mà trong vườn có cái cây gì thì các bác tiến hành các bác phun luôn. Đấy. Chấp nhận tốn thêm một tí thuốc nhưng mà nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều. Giống như con này là ruồi đến đậu này. Đó. Sau khi phun này nó sẽ bay đi, đúng không? Đây. Nhú mầm hết người rồi này. Này. Các bác thấy nó nhú ra, nó nhú cái bông trước không? Đây. Nó ra cái bông trước luôn, cả cái đọt luôn. Đấy. Rất tuyệt vời. Đây. Na của em, na kinh doanh thì em chỉ để ngắn thế này thôi. Đấy, là lượng chồi nó ra rất hạn chế. Một nhánh này nó sẽ ra từ 2 đến 3 chồi là vừa rồi. Với cái là mà đang tạo tán ấy. Tạo tán và để cái thế tán để làm mình vừa cắt làm trái mà vừa để tạo tán cho cây ấy. Thì các bác có thể là các bác sẽ cắt dài hơn một chút, đúng không? Đấy, nhưng mà của em thì kinh doanh cao tầm này thôi, em để cao bằng đầu hết này. Đó, cây rất là to rồi. Này. Đó, na năm nay năm thứ 6 rồi. Lượng cành như này là quá đẹp rồi. Đây. Đây các bác thấy không? Nó ra bông, nó đùn cái bông ra trước này. Đó. Nên từ ngày cắt đến giờ này em chưa tưới nước đâu các bác nhá. Đến giờ là một tuần thì em chưa tưới. Thì sau cái phun này khoảng 2 đến 3 ngày nữa bắt đầu em mới vào nước sương sương cho nó. Đây, giờ vì vẫn chưa. Lúc này thì chúng ta có thể đã phun thêm cái thằng siêu ra hoa hoặc là thêm cái thằng siêu lân nữa. Đấy. Bác nào cẩn thận thì chúng ta phun thêm là siêu ra hoa kết hợp với siêu lân, các bác phun thêm một lần nữa. Đấy. Nhưng mà em thì thôi. Nứa này em nghĩ là nó ra chồi ra bông rất là nhiều. Đấy, đặc biệt na kinh doanh này thì nó ra rất là nhiều bông. Nên là chưa cần thiết chúng ta phải phun thêm đâu. Chủ yếu là chúng ta phun phải phòng thôi. Chúng ta lên, nếu các bác phun bình tay á thì các bác lên phun cái cần dài ra. Đấy, cần dài thì chúng ta có thể chúng ta khơ cho nó dễ, đúng không? Đấy, chứ còn chúng ta phun cần ngắn quá, thứ nhất là nó độc hại cho bản thân mình. Gió nó đẩy á, nó cuộn lại là nó vào người, nó rất là độc hại. Cái thứ hai nữa là phun cần ngắn thì nó chúng ta phải di chuyển rất là nhiều. Em thì em phun bằng máy. Đấy, máy em lực cao này. Thành ra là chúng ta đứng từ xa này này. Đây em đứng từ đây nhé. Từ đây sang kia là 6 mét đúng không? Chúng ta có thể vẫn phun được. Đó, thấy không? Đấy, đến nơi vẫn phun được này. Đó, này. Đó. Nên là chúng ta có thể nếu có điều kiện các bác lên sắm cái máy nhé. Đấy nó cũng không bao nhiêu tiền đâu, nhưng mà nó sẽ đỡ cái công cho chúng ta phun rất là nhanh. Cái thứ hai nữa là nó sẽ nhàn hơn và phun nhanh hơn các bác. Phun nhanh hơn rất là nhiều nhé. Đấy, sắm máy rồi sắm ống. Chúng ta phun đứng từ xa chúng ta có thể phun được. Đó. Đó, rất nhanh các bác không? Đấy, phòng thôi mà chứ không phải là rửa cây đâu. Rửa cây thì vừa rồi cắt xong có rửa cây rồi, chúng ta làm thế cho nó kỹ. Nên tại sao nhiều bác bảo cắt na, na nhà tôi cắt xong ấy là chồi nó ra nó cứ bị đen thui, tại vì các bác không phòng. Đấy, này. Ra tầm này là các bác phải phòng như này. Thấy không? Đây. Đây cái bông nó ra trước rồi này các bác này. Đó, cái bông tròn tròn đó. Đấy. Nó ra cái bông luôn này theo cái đọt luôn này. Này. Đây này, cái bông này ra này. Đó, các bác thấy cái bông tròn không? Đấy. Nó ra đọt rồi nó ra cái bông kèm theo luôn. Nên là chúng ta phòng luôn chứ đừng có để nó đến đây nó chích vào đây rồi bắt đầu nó chấm đen rồi mới đi phun thì nó bấy nó muộn mất rồi nhá. Đấy. Thì sáng nay em tranh thủ em phun vườn na thái của em từ đây tít đi trên kia đó. Thì vườn của em có kết hợp thêm trồng thêm một ít cây nhãn, một ít cây bơ. Đấy. Thì cũng có thể trồng sen được. Tuy nhiên thì nếu các bác trồng nên trồng na thái thì nên trồng thành một khu vực riêng. Tại vì như thế sẽ hạn chế được cái côn trùng chích hút. Mỗi lần em phun em phải phun hết cho nhãn này. Đó. Tại vì trong cái cây nhãn rất là tốt. Đấy. Bỏ xít chích hút nó hay ở trong này này. Đó. Tối nó mới bay ra này. Đấy. Nên là chúng ta nên trồng riêng ra thì tốt hơn. Nhưng mà đây là do em trồng rồi nên là bây giờ các bác phải trồng sau á. Thì các bác nên trồng na thái riêng na thái. Nhãn riêng nhãn. Đừng trồng sen. Đấy. Còn nếu mà tận dụng thì vẫn được. Ví dụ cây na thái này bác tán nó nhỏ. Đúng không? Ví dụ vườn bơ và vườn sầu riêng. Thì các bác bây giờ có sẵn rồi. Bây giờ các bác muốn trồng thêm, trồng sen vào giữa thì vẫn ok thôi. Đấy. Thì sau này mình để tán nó nhỏ thôi. Mình để nó khoảng cao khoảng mét, mét rưỡi thôi. Đúng không? Đấy, thì để lấy thêm thu nhập vẫn được. Đấy. Chứ còn không phải là cứ phải trồng chay, trồng trần là mới được đâu. Vẫn trồng sen được đây như của em đây. Làm sen vẫn được đây. Tuy nhiên thì khi mà tưới á, rồi khi mà phun á, thì nó sẽ vất vả hơn. Đấy, trao đổi các bác thấy các bác nắm. Đấy.
Còn khi mà làm giống cây để trồng na thì em khuyên các bác là nên trồng thì trồng giống na thái da vàng, đừng trồng na thái da xanh. Da xanh thì vừa rồi cũng có mấy bác cũng đang ý định muốn cưa đi để ghép lại, mà khi cây to này mà ghép lại thì nó cũng hơi khó. Nhưng nếu mà ghép phải ghép sớm, ghép cây nhỏ thôi, cây bằng ngón tay hoặc ngón chân ấy là đẹp. Thì em có cung cấp cái túi bọc na thái này nhá, rồi giống na thái. Đấy, rồi một số giống khác thì giống bơ, rồi giống bưởi, chôm chôm. Đấy. Thì bác nào cần thì alo cho em. Và các bác cứ đăng ký cái kênh Cuộc Sống Nông Thôn đi. Đấy, quá trình làm như thế nào ấy. Đây này, cái chồi này mà đã có cái con gì dâu dâu nó đến rồi đây này. Đây này. Đấy, cái chồi này này. Đấy, đã có một cái con bọ đứng lên bậu đây rồi này. Đấy. Để chúng ta phải phun chứ. Phun ngay từ bây giờ nhá. Nhú này là phải, em nói là nhú hạt gạo này phải phun rồi. Đây này. Chứ đừng có để nó dài ra mới phun, khi đó bị chích rồi mới phun thì khi đó là chúng ta có diệt được cái con chích hút đấy, nhưng mà chồi chúng ta vẫn hỏng. Đấy, lưu ý cái điều đấy. Nhú này phải phun, phun ngay từ đầu thì chúng ta nhàn nó rất là nhiều. Vì em phun lần này khoảng 10 ngày sau em phun lại một lần nữa thì gần như là cả nửa tháng đến 20 ngày sau em không cần phải phun nữa. Tại vì em cắt được cái vòng đời của bọ xích xít chích hút mình nhận đỏ trên vườn rồi nên là không sợ nữa. Đấy. Nên là nhiều bác cứ tuần nào phun 3-4 ngày phun mà nó vẫn bị chích. Tại vì các bác không cắt được cái vòng đời của nó. Nó đẻ trứng ở trên cây này này. Các bác phun xong được vài hôm nó lại nở ra cái con mới. Các bác lại phải phun, đúng không? Như thế thì nó rất là mất công. Và chúng ta cứ đuổi theo nó là không nên. Chúng ta phải chủ động. Chủ động trước. Đấy. Đấy. Tán rất là đẹp cái này. 1-2 hôm nữa, tuần nữa này nó ra. Bùng được chồi ra tuyệt vời luôn. Khi cái chồi nó ra được khoảng 3-4 lá. Các bác nhé. Thì cái lá nó mở ra rồi ấy, khi đó chúng ta mới lên phun cái thằng combi. Đấy. Rồi amino acid, rồi bo canxi. Lúc này thì nó chưa hấp thụ được cái gì đâu. Thì lúc này chúng ta lên phun phòng chích hút này, phòng nấm khuẩn này. Đó. Chủ yếu là chích hút. Nấm khuẩn thì sẽ cắt xong rửa cây chúng ta phun rồi đúng không? Thì chủ yếu là chích hút. Đấy. Chích hút lúc này là chúng ta phải quan tâm. Tại vì thắng hay thua là do cái chồi này. Đấy. Mà chúng ta để cái chồi này bị chích ngay lúc nó mới nhú ra thì sẽ thua ngay từ trong... trong vạch xuất phát rồi thì là không ăn thua đâu. Đấy, muốn ăn thì phải nhả chứ, đòi là ăn không thì khó lắm. Đấy, muốn trồng bài bản thì phải đầu tư, muốn nhàn thì phải đầu tư. Ví dụ em đầu tư cái máy này cũng hết vài triệu đúng không, nhưng mà khi em phun nó sẽ nhàn hơn rất là nhiều so với các bác không chưa đầu tư cái máy đúng không. Mình cũng phải ất giáp với nhau thế chứ, là làm cái gì nó thực tế chứ đừng viển vông nhá. Đã xác định làm là phải đầu tư, phải chăm sóc. Còn bảo là trồng vứt đó để ăn chơi thì thật sự các bác là khó lắm. Nói như là nếu mà trồng mà không chăm sóc, không phải đầu tư gì mà được ăn ấy, thì thật sự nông dân của mình chắc tỷ phú lâu rồi. Tỷ phú hết rồi, không ai nghèo khổ nữa. Đấy. Nên là các bác khi mà làm nông nghiệp ấy thì em khuyên các bác là cũng phải có cái kế hoạch ngay từ đầu. Từ khi trồng cây đến khi chăm sóc các thứ đều phải có kế hoạch. Hai là phải học các bác nhé. Nói vậy cái gì cũng phải học. Đấy. Ăn ngồi uống còn phải học cơ mà. Đi đứng cũng phải học cơ mà. Chứ đừng nói bảo trồng cái cây phát triển kinh tế mà không học. Không phát triển được đâu. Nên mạng thì toàn xem cái gì đâu ấy, đúng không? Uốn éo nhảy nhót thì học mấy cái đấy đâu có được. Mà học cũng được nhưng đâu có dám làm. Thì các bác nên tập trung xem những cái video người ta hướng dẫn mình trồng cây này. Mình sống về nông nghiệp thì mình phải xem về nông nghiệp thì mình mới phát triển được chứ. Không bỏ thời gian nghiên cứu, không bỏ thời gian ra tìm hiểu mà cứ đòi thành công khó lắm. Đấy, em phải phun hết tất cả các loại cây các bạn trong vườn. Tốn một tí thôi, nhưng mà thực tế nó không đáng bao nhiêu đâu. Phí thuốc thì khoảng 100.000 gì đấy. Phun thoải mái cả vườn luôn. Đấy. Đi phun mỗi cái cây của mình trồng không, chả phun cây khác thì nó lại bay sang thì cũng chết dở. Rồi, em... phun cái thuốc nó bay. Rồi, máy thì ấy chạy không khá lâu. Em có cung cấp cái túi bọc la thái, giống la thái da vàng. Đấy. Rồi cũng chia sẻ trao đổi với các anh em cách làm chứ em không dám nhận là mình dạy người ta nhá. Nhiều bác cứ gọi em này kỹ sư à, không phải. Em là nông dân. Chân đất mắt tuét. Chẳng qua mình làm thì mình đúc kết lại rồi mình quen nhiều các bác lớn tuổi. Quen nhiều anh em ở các vùng miền người ta làm để chia sẻ lại thì mình nắm được thì bắt đầu mình lại trao đổi lại thôi. Chứ không phải em không phải là kỹ sư nông nghiệp hay là bảo là gì đâu nhá. Nhiều bác hỏi là kỹ sư cho tôi hỏi ngại quá. Đó. Em không phải kỹ sư đâu.
Đấy, trao đổi thế để các bác nắm được, chứ nhiều khi các bác bảo em này kỹ sư ơi cho tôi hỏi này kỹ ngại lắm, không dám đâu, nhận mà mình không có thì chết dở, làm gì nó phải thực tế các bạn. Rồi, chúc các bác có thật nhiều sức khỏe, đăng ký thiết không, cần giống La Thái, cần túi bọc thì alo cho em sớm nhá. Túi bọc thì có cả túi giấy, túi rút. Đấy, đủ các loại kích cỡ, các bác nào cần thì báo em nhá. Rồi, chào các bác. Em tiếp tục phun đây, chuẩn bị nắng rồi. Ai nhắc thêm các bác nè, thuốc lấm ấy thì phải lên phun buổi sáng. Cái này em kết hợp cả Alies này, lưu dẫn em phun buổi sáng này. Còn cơ bản thuốc sâu các bác lên phun buổi chiều mát nhá. Đấy, hoặc là phun nhẹ thôi, phun buổi sáng thì phun nhẹ thôi. Trao đổi thế để các bác nắm được nhé. Rồi, chào các bác. Năm nay em đã trên dưới 40 tuổi, em chưa bao giờ em thấy các cái dòng túi bọc xịn sò như hiện nay. Đầu tiên là loại túi giấy tổng hợp từ Đài Loan, phù hợp cho La Thái, xoài, bưởi diện, cho chất lượng cực kỳ thơm ngon, mẫu mã siêu đẹp. Loại thứ hai là túi rút thế hệ mới organic chất liệu từ Đài Loan, mềm mượt cho chất lượng cực kỳ tuyệt hảo. Loại thứ ba là túi cước mịn, phù hợp cho bưởi da xanh, nhít Thái, phòng ngừa sâu bệnh, ruồi vàng cho chất lượng không thể chê vào đâu được. Các bác gọi số điện thoại trên màn hình hoặc để lại số điện thoại ở phần comment, em sẽ gọi lại nha.